Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị. Đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Giám đốc mới được bổ nhiệm của Viện Mỹ tại Đài Loan, AIT, Raymond Green phát biểu nhu cầu phòng vệ của Đài Bắc là ưu tiên hàng đầu đối với các đợt cung cấp vũ khí của Washington. Reuters dẫn lời ông Green trong cuộc gặp các phóng viên rằng Mỹ đang làm việc với một số đối tác để xem xét khả năng mở rộng hợp tác sản xuất trang thiết bị quân sự và tôi sẽ không loại trừ khả năng Đài Loan Trung Quốc trở thành một trong những đối tác như vậy trong tương lai. Ông không giải thích cụ thể về điều này. Theo ông Green, việc duy trì sự cân bằng chiến lược trong khu vực sẽ thúc đẩy quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Reuters cho hay, Mỹ hiện là nhà tài trợ quốc tế và cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan dù không có quan hệ chính thức với hòn đảo này. Hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hai gói bán máy bay không người lái UAV và tên lửa cho Đài Loan trị giá khoảng 360 triệu đô la Mỹ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Đài Loan gần đây có chuyến thăm tới Mỹ để tham gia cuộc họp bí mật qua kênh đặc biệt. Theo Reuters, Đài Loan đang nỗ lực tăng cường năng lực phòng vệ của hòn đảo. Đài Loan cho biết chi tiêu cho hoạt động an ninh của họ sẽ tăng 7,7% vào năm tới, vượt xa mức tăng trưởng kinh tế dự kiến để bổ sung thêm máy bay chiến đấu và tên lửa. Đài Loan hồi cuối tháng 8 cho biết họ có kế hoạch đóng thêm 6 tàu giải thủy lôi từ năm 2025 đến năm 2027 theo kế hoạch chi tiêu của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho năm 2025. Hồi tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố trong cuộc họp báo rằng quyết định này sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột trên eo biển Đài Loan và cuối cùng sẽ là hành động tự bắn vào chân mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích mối quan hệ quân sự của Mỹ với Đài Loan, đồng thời kêu gọi Washington công tạo ra căng thẳng mới trong khu vực bằng nguồn cung vũ khí. Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Bắc Kinh trong những năm gần đây đã tăng cường áp lực ngoại giao và quân sự đối với Đài Loan, đồng thời yêu cầu Mỹ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Hồi tháng 5, Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận lớn xung quanh hòn đảo này sau lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức, người mà Bắc Kinh gọi là nhân vật ly khai. Khi cuộc tranh luận tổng thống ngày mùng 10 tháng 9 đang cận kề, ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều đang nỗ lực để giành được thêm sự ủng hộ từ cử tri, đặc biệt là nhóm cử tri thuộc Gen Z từ 18 đến 27 tuổi. Theo một số báo cáo, khoảng 41 triệu cử tri thuộc nhóm này được cho là sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Trong khi bà Harris chủ yếu tiếp cận cử tri trẻ tuổi thông qua những người có sức ảnh hưởng thì ông Trump lại có cách làm khác. Mới đây, ông Trump tiết lộ rằng cậu con trai 17 tuổi Barron Trump của ông chính là vũ khí bí mật giúp ông giành thêm sự ủng hộ từ nhóm cử tri Gen Z. Ông Trump nói, tôi không biết nhiều về Gen Z, nhưng con trai tôi thì có. Barron sẽ giúp tôi kết nối với họ. Đó quả là một thành công to lớn. Những phát biểu trên của cựu Tổng thống xuất hiện trong một buổi phát trực tiếp với streamer Twitch và biểu tượng Gen Z, Adin Ross, thu hút gần 600.000 lượt xem. Trước đó, ông chủ cũ của Nhà Trắng cũng tham gia một cuộc phỏng vấn khác với tỷ phú Elon Musk trên X-Spaces và xuất hiện trên podcast The Past Weekend của diễn viên hài Theo Von. Điều này mở ra cánh cửa mới cho ông Trump trong việc tiếp cận với nhóm cử tri này. Sự hiện diện của ông Trump trên các nền tảng mạng xã hội cũng được đẩy mạnh. Việc sở hữu mạng xã hội riêng trước social cho phép ông truyền tải thông điệp trực tiếp đến người ủng hộ mà không bị kiểm duyệt, đồng thời tạo ra một cộng đồng riêng nơi những người ủng hộ ông có thể tự do bày tỏ quan điểm. Chưa dừng lại ở không gian mạng ông Trump còn tích cực tham gia các sự kiện thể thao và văn hóa dành cho giới trẻ như UFC 302. Sự kiện UFC 302 cũng là nơi ông Trump tận dụng sức mạnh của TikTok để kết nối với giới trẻ. Ông xuất hiện trong một video cùng với CEO GFC Dana White và bày tỏ rằng việc tham gia TikTok là vinh dự của ông. Theo cuộc thăm dò bầu cử mới nhất của Survey USA, đối với nhóm cử tri trong độ tuổi 18 đến 34 tuổi, ông Trump dẫn trước bà Harris 4 điểm phần trăm. Một cuộc khảo sát tương tự cũng cho thấy 87% cử tri trong nhóm nhân khẩu học này chắc chắn hoặc có khả năng sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Các nhà quan sát nhận định đây là một tin vui với cựu Tổng thống sau nhiều tháng thường xuyên xếp sau bà Harris trên các bảng xếp hạng. Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham gia tranh luận trên ABC News vào 21 giờ ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương. Theo AFP, ông Trump bị truy tố hồi năm ngoái với 4 cáo buộc, gồm có hành động nhằm gian lận, cản trở việc phê chuẩn của Quốc hội đối với kết quả bầu cử và tước mất một cuộc bỏ phiếu công bằng của cử tri. Tuy nhiên, tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 7 xác định rằng ông Trump có quyền miễn trừ truy tố liên quan những hành động chính thức mà ông thực hiện trong thời gian làm tổng thống, tuy vẫn có thể bị truy tố vì những hành động không chính thức. Tuần trước, công tố viên đặc biệt Jack Smith đã điều chỉnh cáo trạng loại bỏ các tài liệu bị ảnh hưởng từ phán quyết của tòa án tối cao nhưng vẫn giữ nguyên bốn cáo buộc. Theo đó, cựu tổng thống bị tố cáo đã quyết tâm duy trì quyền lực và có hành động lật ngược kết quả dù đã thua cuộc. Dự kiến, các công tố viên và luật sư của ông Trump sẽ có mặt tại tòa trong ngày mùng 5 tháng 9 để xác định các bước tiếp theo sau phán quyết của tòa án tối cao. Các luật sư của ông Trump đã tìm cách trì hoãn phiên xét xử đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11 nơi ông sẽ đối đầu với phó tổng thống Kamala Harris. Cuối tuần trước, nhóm luật sư của ông Trump tìm cách yêu cầu tòa án quận Manhattan can thiệp vụ án hướng đến đảo ngược kết luận có tội của bồi thẩm đoàn ở New York và hủy án dựa trên quyền miễn truy tố dành cho các cựu tổng thống Mỹ. Trong phán quyết dài 4 trang, thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein thuộc tòa án quận Manhattan lập luận rằng nhóm ông Trump không đưa ra bằng chứng đủ thuyết phục để tòa án liên bang tiếp nhận vụ án ông hellerstein cho rằng phán quyết của tòa án tối cao không tác động gì đến kết luận của bồi thẩm đoàn ở new york vì đây là vụ án cá nhân gồm những hành động ngoài công quyền và ngoài thẩm quyền hành pháp ông cũng không chấp nhận lập luận từ các luật sư của ông donald trump rằng tòa liên bang cần can thiệp vì thẩm phán merchan có định kiến xung đột lợi ích và không phù hợp mặt khác vị ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa cũng đang đối diện cáo buộc tại bang georgia liên quan nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông đã bị kết tội tại bang New York hồi tháng 5 vì làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm che giấu việc chi tiền bịt miệng một diễn viên phim người lớn. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới đây. Trong bối cảnh ngày bầu cử càng tới gần, hai chuyên gia về nền chính trị Mỹ, Clodagh Harrington và Alex Warden đã chỉ ra năm vấn đề được cử tri Mỹ, nhất là ở các bang chiến địa như Pennsylvania, Bắc Carolina, Wisconsin quan tâm nhất và có khả năng sẽ quyết định lá phiếu của cử tri. Bài viết được đăng tải trên tờ The Conversation. Bên cạnh các vấn đề an sinh xã hội hay chính sách đối ngoại, tình hình kinh tế chính là một trong những yếu tố được cử tri quan tâm nhất, có thể tác động trực tiếp tới lá phiếu kết quả bầu cử vào tháng 11 tới đây. Bà Annie Rogers, một chuyên gia phân tích phát triển kinh doanh làm việc tại New York, cho rằng cử tri Mỹ quan tâm nhất đến vấn đề kinh tế, tăng lương và thị trường việc làm khởi sắc luôn có sức hút đặc biệt đối với các cử tri trẻ. Các chỉ số kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy mọi thứ hiện đang có vẻ tích cực hơn. Sau khi tăng lên mức cao nhất trong 40 năm hồi cuối năm 2022, lạm phát đã được kiềm giảm trong hai năm qua. Cùng trong thời gian này, nền kinh tế Mỹ được nhận xét đã tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, cử tri Mỹ dường như không mấy ấn tượng với chính sách kinh tế của Tổng thống Joe Biden, vốn được kỳ vọng sẽ có tác động dài hạn. Hơn một nửa người trả lời khảo sát tin rằng sẽ xảy ra suy thoái kinh tế. Điều này giúp ông Trump duy trì sự dẫn đầu đáng kể về lòng tin của cử tri về vấn đề kinh tế. Những điểm nổi bật trong cam kết chính sách kinh tế của ông Trump là đề xuất áp thuế nhập khẩu cao, giảm thuế cho người cao tuổi và định hướng đưa Mỹ trở thành cường quốc sản xuất của thế giới, bao gồm việc đẩy mạnh ngành công nghiệp năng lượng. Giới chuyên gia kinh tế cũng cho rằng nếu kinh tế từ nay tới ngày bầu cử không khởi sắc và đạt mức tăng trưởng ổn định, ông Trump vẫn có ưu thế lớn hơn. Trong khi đó, bà Harris hướng vào tầng lớp trung lưu và người có thu nhập thấp. Mặc dù không đi trệch quá xa so với chương trình nghị sự kinh tế của ông Biden, bà Harris đã vạch ra các kế hoạch có thể thu hút được sự ủng hộ của cử tri lưỡng đảng, bao gồm mở rộng giảm chiêu thuế liên quan tới trẻ em và các ưu đãi mua nhà. Bên cạnh đó, nhập cư và kiểm soát biên giới được coi là vấn đề định nghĩa bản sắc chính trị của ông Trump. Ngay từ khi tranh cử hồi năm 2016, ông Trump đã cam kết với cử tri Mỹ sẽ xây dựng một bức tường dọc biên giới mỹ mexico sau khi đắc cử chính quyền ông trump đã thực hiện các biện pháp dù gây tranh cãi để ngăn chặn tình trạng vượt biên dù đã xây dựng nhiều quy định xiết việc người di cư xin tị nạn chính quyền ông biden vẫn bị đảng cộng hòa liên tục chỉ trích yếu kém trong thực thi pháp luật để cho tình trạng hỗn loạn quay trở lại biên giới phía nam đất nước việc bà harris thay ông biden dẫn đầu chiến dịch tranh cử của đảng dân chủ càng được đảng cộng hòa nhấn mạnh vì Phó Tổng thống Harris bị ông Trump và các đồng minh mô tả là thất bại trong vai trò phối hợp với các quốc gia Trung Mỹ để giảm số lượng người đổ về Mỹ. Ngoài ra, quyền phá thai luôn là đề tài lớn trong các chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa từ những năm 1980 tới nay. Đây không hẳn là một vấn đề của toàn dân, song lại có ảnh hưởng trong một bộ phận lớn cử tri Mỹ ở nhiều bang chiến địa. Nhà Trắng có thể tác động tới các quy định pháp lý liên quan tới quyền này thông qua việc đề cử thẩm phán tòa án tối cao. Hai chuyên gia cho rằng chính sách đối ngoại thường không phải là ưu tiên hàng đầu của cử tri Mỹ. Song, hai cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông có thể ảnh hưởng đến lá phiếu bầu tổng thống năm nay. Đồng thời, đây không chỉ là vấn đề tranh cãi giữa lưỡng đảng mà còn gây ra nhiều tranh luận trong từng đảng. Truyền hình quân đội Nga Zvezda mới đây đăng video từ cảm biến ảnh nhiệt của máy bay không người lái UAV trinh sát hoạt động trên vùng trời làng Noviebasi cách thủ phủ Sumy thuộc tỉnh cùng tên ở miền Bắc Ukraine, khoảng 7 km. Trong video, UAV Nga phát hiện lượng lớn binh sĩ và khí tài Ukraine tập trung ở vị trí chống chảy, gần đó là phòng tuyến gồm nhiều chiến hào. Phi cơ chuyển tọa độ mục tiêu cho kíp tên lửa tiến hành đòn tập kích, quả đạn lao xuống và phát nổ, quầng lửa và mảnh văng bao trùm toàn bộ vị trí tập kết binh lực của Ukraine. Camera ảnh nhiệt cho thấy miệng hố do tên lửa tạo ra trong khi khu vực xung quanh gần như bị san phẳng. UAV sau đó chuyển sang sử dụng camera quang học cho thấy binh sĩ Ukraine dường như đang thu dọn hiện trường và chuyển thi thể đồng đội lên xe tải. Nhiều phương tiện cơ giới cũng nằm giải rác quanh đó. Trước đó, theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các giảng viên nước ngoài đang hướng dẫn cho học viên về thông tin liên lạc, chiến tranh điện tử và sử dụng thiết bị bay không người lái ở trường thông tin liên lạc và Công nghệ Thông tin Quân sự. Bộ này đã xác nhận rằng lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác cao vào Học viện Quân sự này. Theo các quan chức Ukraine, hai tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã bắn trúng Học viện. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài phút sau khi cảnh báo không kích được ban hành và đã phá hủy một phần của tòa nhà thuộc Học viện này, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước đó, thống đốc khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sando cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng trung tâm huấn luyện này thực chất đã hoạt động như một căn cứ cho các huấn luyện viên của NATO và đang được sử dụng để huấn luyện những người Ukraine mới được huy động. Trong phát biểu liên quan đến vụ việc, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí phòng không và tên lửa phòng không. Tổng thống Zelensky tuyên bố ông cần ít nhất 7 tổ hợp Patriot để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc không kích của Nga. Sau khi xảy ra vụ tập kích, Truyền thông Ukraine cho hay các học viên quân sự khi đó xếp hàng bên ngoài ngôi trường, quan chức Nga Rogov cũng tuyên bố tên lửa đánh trúng các học viên tập trung tham gia một sự kiện nào đó. Tuy nhiên, Dmytro Lazutkin, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine đã lên truyền hình quốc gia để phủ nhận thông tin cho rằng các nạn nhân khi đó tham gia diễu binh hoặc một nghi lễ nào đó. Nhân vật này cho biết khi còi báo động vang lên, các lớp học vẫn đang diễn ra. Kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Nga, Ukraine đã cấm tụ tập đông người, bao gồm tại sân vận động và điểm tổ chức hòa nhạc lớn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tập trung tại trung tâm mua sắm, trường học và chợ búa. Wall Street Journal cho biết rằng vào thời điểm Kiev tiếp nhận máy bay F-16, nhiều phi công giỏi nhất của Ukraine như phi công có biệt hiệu Juice đã từ trận. Các nhà báo cũng chỉ ra rằng phi công người Ukraine Alexey Mesh, người vừa qua đời khi đang lái chiếc F-16 cũng như một phi công khác có biệt danh Jus, người đã tử trận ở vùng Zitomir trong một chuyến bay huấn luyện đã ủng hộ việc chuyển các máy bay chiến đấu của phương Tây sang Ukraine. Ngoài ra, một chiếc trực thăng Mi-2 của Đại học Không quân Quốc gia Ukraine cũng gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện, khiến hai phi công thiệt mạng. Địa điểm rơi máy bay và danh tính hai phi công chưa được công bố. Giới chức Ukraine thông báo các nhà điều tra, chuyên gia hàng không và thành viên ủy ban đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc phòng đã có mặt tại hiện trường sự việc. Đại học Không quân Quốc gia Ukraine cũng kêu gọi dư luận tránh đưa ra nhận định và bình luận cho đến khi kết quả điều tra được công bố. Đây là vụ tai nạn gây chết người thứ hai xảy ra tại Đại học Không quân Quốc gia Ukraine trong hơn một tháng qua sau vụ một học viên phi công thiệt mạng khi huấn luyện trên máy bay K-10 Swift hôm 27 tháng 7. Gần đây, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận mất máy bay chiến đấu F-16 được chuyển giao cho Ukraine và một ủy ban đặc biệt đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Wall Street Journal trước đó viết rằng máy bay bị rơi do lỗi của phi công. Phó radar Mariana Bezuclea cho biết F-16 bị hệ thống phòng không Patriot của lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ do thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị. Cáo phó của phi công người Ukraine Alexei Mes cũng viết anh đã hy sinh trong một nhiệm vụ chiến đấu. Đồng thời, điều phối viên của lực lượng ngầm thân Nga Sergei Lebedev cũng đưa tin rằng một cuộc tấn công tại khu vực sân bay quân sự ở Starokonstantinov vùng Khmernitsky đã đánh trúng một cơ sở nơi các phi công của lực lượng vũ trang Ukraine đóng quân được đào tạo bởi giảng viên nước ngoài. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải Tổng tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Nikolai Oleschuk. Ông Zelensky nói, tôi đã quyết định thay thế tư lệnh không quân, tôi vô cùng biết ơn tất cả phi công quân sự của chúng ta. Ông không đưa ra lý do sa thải, nhưng đề cập đến việc cần phải bảo vệ mạng sống của những người đang bảo vệ đất nước. Phát ngôn này của Tổng thống Ukraine thời điểm đó đã khiến một số người cho rằng việc sa thải tư lệnh không quân Ukraine có thể liên quan đến vụ rơi máy bay phản lực F-16 khiến trung tá Oleksiy Mets thiệt mạng. Theo hãng tin RT, dẫn lời quân đội Nga cho biết, quân đội nước này đã công bố đoạn video xác định vị trí bắn ngụy trang của các hệ thống tên lửa di động do Mỹ sản xuất gần các làng Osoevka và Glipnoye ở vùng Sumy của Ukraine một vị trí trên con đường nối hai khu định cư nằm cách biên giới Nga khoảng 20 km, trông khá giống với địa hình trong video. Đoạn video được quay từ máy bay không người lái UAV cho thấy hàng loạt cuộc tấn công của Nga dường như đã được thực hiện trong đêm. Hai vị trí được triển khai tương đối gần nhau, cạnh con đường đất ở bìa rừng bị trúng đạn đầu tiên, trong khi những người sống sót lao về phía những chiếc ô tô đậu gần đó. Đòn tấn công thứ ba sau đó đánh thẳng vào khu rừng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công đã phá hủy hệ thống HIMARS và gây tổn thất nhân lực cho Ukraine. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng tác chiến điện tử của Nga đã làm giảm đáng kể hiệu quả HIMARS của Ukraine bằng cách gây nhiễu đến độ chính xác của đạn rocket. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã viện trợ cho Ukraine hàng trăm hệ thống vũ khí khác nhau kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự. Một trong những hệ thống vũ khí này có hệ thống phá phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ chuyển giao. HIMARS là pháo phản lực đa nòng được gắn trên xe tải và có thể bắn rocket dẫn đường tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 80 km. Ngay sau khi số điện ở Ukraine, HIMARS đã tỏ ra hiệu quả và giúp Kiev có khả năng tấn công các mục tiêu tầm trung. Tuy nhiên, niềm vui của Ukraine đã sớm kết thúc khi tác chiến điện tử Nga tìm ra cách hạn chế độ chính xác của HIMARS khi vũ khí này mất đi độ chính xác. Theo Defense Post, nhận định này xuất phát từ một đánh giá vũ khí được phân loại của quân đội Ukraine trong đó đưa ra những đánh giá khắc nghiệt về hiệu suất của một số hệ thống vũ khí của Mỹ, bao gồm cả HIMARS. Thông qua thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí do Mỹ viện trợ không đưa ra sử dụng vì khả năng tác chiến điện tử của Nga quá hiệu quả. CNN dẫn lời các nguồn tin cho biết, trong những tháng gần đây, HIMARS đã ngày càng kém hiệu quả do sự ngăn chặn liên tục từ Nga. Điều này buộc các quan chức Mỹ và Ukraine phải tìm cách điều chỉnh phần mềm HIMARS để chống lại các nỗ lực gây nhiễu ngày càng gia tăng của Nga. Một quan chức Lầu Năm Góc nói với CNN rằng Lầu Năm Góc và Ukraine phải liên tục đưa ra các giải pháp để đối phó với việc HIMARS bị gây nhiễu bởi đây là hệ thống vũ khí quan trọng đối với Kiev. HIMARS không phải là vũ khí duy nhất bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử của Nga. Nhiều mẫu đạn dẫn đường khác như Excalibur và JDAM cũng bị vô hiệu hóa nhưng mức độ không nghiêm trọng như HIMARS. Washington Post dẫn một nguồn tin quân sự cho biết HIMARS vũ khí được xem là phao cứu sinh giúp Ukraine làm thay đổi cuộc chơi trong giai đoạn đầu chiến sự, nhưng giờ đây đã không còn là mối đe dọa lớn đối với Nga. Bình luận vụ F-16 rơi ở Ukraine, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể là do chiếc F-16 đã bị trúng tên lửa từ hệ thống phòng không Patriot và các nhà huấn luyện Mỹ đã không thành công trong việc đào tạo phi công Ukraine có thể là F-16. Ông Antonov nói: Những nhà huấn luyện Mỹ đã không huấn luyện được phi công Ukraine. Tôi có thể tưởng tượng họ sẽ làm ở Mỹ lên như thế nào nếu có thông tin cho rằng chiếc tiêm kích bị binh sĩ của chúng tôi bắn hạ. Trong khi đó, Anatoly Krasinski, một phi công và cựu sĩ quan không quân Ukraine cho biết việc mất đi một phi công là điều vô cùng đau đớn, đặc biệt là khi anh ấy là một trong những người đã chiến đấu vì quyền sở hữu máy bay F-16 của Ukraine. Phi công Krasinski nói về máy bay. Điều quan trọng phải hiểu rằng đây là chiến tranh và thật không may, tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta đang chiến đấu với một quốc gia có thể phóng hơn 200 vũ khí vào Ukraine chỉ trong một cuộc tấn công, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV. Ukraine vốn đã dự kiến chương trình F-16 của mình vì cả máy bay và phi công đều là mục tiêu được người Nga đánh giá cao. Đến đầu tháng 8, trong nỗ lực nâng cao tinh thần của cả nước, phi đội F-16 mới được xuất hiện trên truyền thông. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết vẫn còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Nhưng họ nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không phương Tây và máy bay chiến đấu F-16 chưa bao giờ hoạt động cùng nhau trong điều kiện phức tạp. Vụ F-16 gặp nạn ngay lần đầu ra trận là tổn thất lớn cho Ukraine cả về vũ khí, nhân lực và tinh thần. Trong bối cảnh Kiev đã chờ đợi rất lâu để phương Tây chuyển giao các tiêm kích do Mỹ sản xuất trong nhiều năm qua. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức ông Mykola Oleshchuk, người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine. Đồng thời, Ukraine và Mỹ đang mở cuộc điều tra về vụ việc và chưa có thêm thông tin chính thức về vụ việc. Ukraine nhận khoảng 6 chiếc F-16 vào đầu tháng 8 trong tổng số 70 chiếc mà các nước phương Tây cam kết gửi cho Kiev. Việc mất tiêm kích ngay trong nhiệm vụ gia quân có thể gây ảnh hưởng tới sự tin tưởng của các nước NATO rằng Ukraine có thể sử dụng những máy bay theo tiêu chuẩn phương Tây một cách hiệu quả. Video do một tài khoản Telegram ủng hộ Ukraine và có gần 30.000 người theo dõi đăng tải cho thấy một thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV của nước này đã di chuyển tới một dạng cây để cho là nơi lực lượng Nga đang ẩn nấp. Những hàng cây như vậy là đặc trưng của cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine ở Nam Ukraine. Nó là nơi ẩn nấp hoàn hảo để phòng thủ trước các quân đội đang cố gắng đi qua các cánh đồng rộng lớn, thoáng đãng. Chiếc drone vừa bay vừa thả chất nhiệt nhôm nóng chảy xuống phía dưới, tạo thành luồng lửa quét dọc dạng cây. Trận mưa lửa từ drone đã tạo ra nhiều đám cháy, vấy nhất một vụ nổ thứ cấp có thể do lửa quét trúng đạn hoặc vũ khí của đối phương. Theo Defense Express, chuyên trang về quân sự của Ukraine, đây là drone của lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 108 nước này. Đoạn video được quay gần làng Ukraine tại tỉnh miền nam Zaporizhia. Một số nhà phân tích nguồn mở cũng đưa ra thông tin tương tự. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine chưa đưa ra bình luận. Theo Science Channel, chất nhiệt nhôm là một hỗn hợp của nhôm và dì xét, có thể cháy ở nhiệt độ lên tới 2.400 độ C, nóng gấp đôi dung nham nóng chảy. Trung tâm quân sự Ukraine cho biết chất nhiệt nhôm nóng chảy có thể đốt cháy lớp giáp của các xe hay xé tỏa ra thịt nếu bắt lửa. Trước đó, Nga từng bị cáo buộc đã triển khai các loại vũ khí gây cháy tương tự như bom phốt pho trắng ngay từ rất sớm trong cuộc xung đột toàn diện. Ukraine cũng được cho là đã sử dụng máy bay không người lái được trang bị đạn nhiệt nhôm để thả xuống các vị trí hoặc xe bọc thép của Nga. Trong khi phần lớn các cuộc giao tranh ở khu vực Donbass diễn ra chậm rãi với nhiều chiến hào và loạt pháo kích liên hồi, việc sử dụng máy bay không người lái của cả hai bên đã chứng tỏ một khía cạnh quan trọng của cuộc xung đột toàn diện. Dù vậy, video vừa đăng được cho là lần đầu tiên lực lượng Ukraine thả kim loại nóng chảy một cách liên tục như vậy và đây có thể là một phát minh quân sự nguy hiểm mới. Theo hãng tin Reuters, mới đây, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi đã họp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cùng các quan chức năng lượng và hạt nhân Ukraine về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thuộc tỉnh Zaporizhia, Ukraine và Kursk thuộc tỉnh Kursk của Nga. Phát biểu sau cuộc họp, ông Grossi nói rằng tình hình an ninh ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện đang rất mong manh và nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân vẫn còn hiện hữu. Ông nói, nhà máy Zaporizhia nhiều lúc bị máy bay không người lái UAV tấn công. Chẳng hạn như hôm nay, một trong hai đường dây điện hiện có ở đó đã bị hư hỏng do bị tấn công và điều đó đồng nghĩa với việc nhà máy lại sắp bị mất điện. Theo ông Grossi, vấn đề mất điện sẽ khiến hệ thống làm mát ở nhà máy không hoạt động, từ đó tăng cao khả năng xảy ra sự cố hạt nhân. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cũng cho biết sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trước đó, các hãng thông tấn Nga đưa tin đường dây cung cấp điện cao thế tại nhà máy Zaporizhia đã tự động ngắt kết nối. Theo Ukraine, các cuộc tấn công của Nga đã làm hỏng một trong hai đường dây trên không bên ngoài kết nối nhà máy với lưới điện Ukraine. Nga chưa đưa ra bình luận về cáo buộc đó. Tổng giám đốc IAEA đã từng đến Ukraine một tuần sau khi thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga và cảnh báo về nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân tại đó. Trong chuyến thăm gần đây nhất tới Ukraine, kể từ kế hoạch quân sự của Nga vào tháng 2 năm 2022, Tổng Giám đốc IAEA đã gặp Bộ trưởng Năng lượng Geman Galushenko, cũng như ông Petro người đứng đầu Công ty Điện Hạt nhân Nhà nước Energoatom và Ole Korikov, quyền Giám đốc Thanh tra Quản lý Hạt nhân Nhà nước Ukraine. Ông Grossi viết trên mạng xã hội X cùng với những bức ảnh cho thấy ông và các quan chức Ukraine đang hội đàm. IAEA đã cam kết hoàn toàn về sự an toàn và an ninh của các địa điểm hạt nhân của ukraine với sự hiện diện tại mỗi địa điểm nhà máy điện hạt nhân ZNPP ở đông nam ukraine là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu âu quân đội nga kiểm soát ngay sau khi xung đột nga ukraine bùng phát và hiện không còn hoạt động cả hai bên thường xuyên cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy dù moscow và kiev đều phủ nhận cáo buộc này tổng thống zelensky cũng cho biết rằng ở giai đoạn này của cuộc xung đột Ukraine không thể giành lại quyền kiểm soát nhà máy. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, một trong những gương mặt nổi tiếng nhất Ukraine trên trường quốc tế, đã đệ đơn từ chức mới đây, trước cuộc cải tổ nội các trong chính quyền tổng thống Volodymyr Zelensky. Trước đó, phó thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và đại tây dương Olga Stefanyshyna, phó thủ tướng phụ trách tái tích hợp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, Irina Vereshchuk, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamysin, Bộ trưởng Tư pháp Denis Maliuska, cũng như Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường và các tài nguyên thiên nhiên Ruslan Shilet cũng đã có động thái tương tự. Phát biểu tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Ireland Simon Harris, Tổng thống Ukraine Zelensky giải thích, Tôi đã nói về việc cải tổ trong nội các và nhiều bộ. Tôi rất biết ơn các bộ trưởng và toàn bộ nhóm nội các đã công hiến cho đất nước và người dân Ukraine suốt 4 đến 5 năm qua. Chúng tôi hiện nay cần năng lượng mới và các biện pháp này có liên quan đến việc củng cố nhà nước trong nhiều lĩnh vực. Ông Zelensky nói thêm, chính trị quốc tế và ngoại giao cũng không phải ngoại lệ. Tôi hiện không thể dự đoán được các bộ trưởng sẽ làm gì sau khi họ từ chức. Chúng ta sẽ có câu trả lời khi họ được giao các vị trí mới. Hiện còn quá sớm để nói về điều đó. Theo báo Pravda, Quốc hội Ukraine đã bãi nhiệm ba bộ trưởng: Chiles, Kamysin, Maliuska và Phó Thủ tướng Stefanistina. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp này đã hoãn họp trong khi xem xét đơn từ chức của Ngoại trưởng Kuleba. Ông Kuleba, 43 tuổi, giữ chức Ngoại trưởng Ukraine từ năm 2020. Ngoài Tổng thống Zelensky, ông là gương mặt nổi tiếng nhất của Ukraine ở nước ngoài, thường gặp gỡ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới và vận động hỗ trợ bằng khả năng tiếng Anh lưu loát. Các nhà phân tích cho biết, việc tái thiết chính phủ đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng phải hoãn lại vì ông Zelensky tập trung vào các cuộc đàm phán với các đối tác phương Tây trong suốt mùa hè để đảm bảo viện trợ quân sự và tài chính. Volodymyr Fesenko, nhà phân tích chính trị tại Kiev cho biết, đây là cuộc cải tổ nhân sự theo kế hoạch của chính phủ. Ông Fesenko nói, giờ đây một nửa chính phủ sẽ được đổi mới. Đó là phong cách của ông Zelensky. Ông tin rằng bộ trưởng mới sẽ mang lại năng lượng mới, cách tiếp cận mới và tinh thần làm việc tích cực hơn. Tổng thống rất mong đợi hiệu ứng này. Điện Kremlin cho biết những thay đổi trong chính phủ ở Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình theo bất kỳ cách nào. Mặc dù các cuộc đàm phán như vậy dường như là một viễn cảnh xa vời khi hai bên có mục tiêu rất khác nhau. Tại một địa điểm bí mật ở tỉnh miền Bắc Chernihiv, quân đội Ukraine đang cấp tốc huấn luyện cho các tân binh để sớm triển khai họ ra tiền tuyến. Điểm gây chú ý là độ tuổi của họ, hầu hết đều ngoài 40, thậm chí trên 50. Tân binh giúp đáp ứng phần nào nhu cầu về quân số nhưng cũng là vấn đề khiến các chỉ huy Ukraine đau đầu. Ukraine đang ở thế bất lợi tại nhiều vị trí giao tranh với lực lượng Nga ở miền Đông. Đáng chú ý là khu vực quanh thành phố chiến lược Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Một chỉ huy lữ đoàn số 47 của Ukraine nói với vẻ phẫn nộ: "Một số tân binh không muốn bóc cò. Họ thấy kẻ địch từ chiến hào nhưng không khai hỏa. Đó là lý do người của chúng tôi thiệt mạng. Khi không dùng vũ khí, họ vô dụng." Các chỉ huy Ukraine cho rằng Tân binh là yếu tố dẫn đến hàng loạt thất bại gần đây để lực lượng nga tiến quân ở miền đông, trong đó có khu vực quanh Pokrovsk. Thành trì Pokrovsk nếu thất thủ sẽ cho phép nga tiến xa hơn về phía tây, cắt đứt tuyến tiếp tế của ukraine, gây ra thảm họa về tác chiến. Lực lượng nga giờ chỉ còn cách Pokrovsk 10 km. Những tân binh ukraine kém xa lực lượng chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm trong năm đầu xung đột, họ thậm chí không được huấn luyện đầy đủ ở cấp độ tối thiểu. Theo các chỉ huy và binh sĩ từ bốn lữ đoàn đang phòng thủ khu vực Pokrovsk, một số tân binh thiếu niềm tin vào kế hoạch tác chiến của các cấp trên và tự ý rời vị trí khi chưa có lệnh. Đây không phải là lần đầu tiên chỉ huy Ukraine than phiền về chất lượng tân binh. Trước đó, khi quân đội Ukraine luân chuyển binh sĩ từ các vị trí hậu phương để thay thế các tay súng ở tiền tuyến, một số người mới đến đã không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của chỉ huy đơn vị. Đáng nói Tình trạng này không chỉ xảy ra với những binh sĩ mới nhập ngũ mà Kiev tích cực tuyển mộ trong vài tháng. Một sĩ quan thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 mang biệt danh Smith cho hay một số tân binh không biết cách lắp ráp hoặc tháo rời súng trường. Ông Smith nói thêm, chúng tôi đang lãng phí rất nhiều thời gian cho việc đào tạo cơ bản ở đây. Ông yêu cầu những người mới đến phải huấn luyện trong tuần đầu tiên bằng cách bắn khoảng 1.500 viên đạn một ngày. Lữ đoàn cơ giới số 93 đã tham gia một số trận giao tranh ác liệt nhất trong xung đột giữa Nga và Ukraine, bao gồm ở Bakhmut, Kharkov và Adipka. Washington Post đưa tin, những người mới trong đơn vị của ông Smith có thể sẽ được triển khai gần thành phố Chashopya ở vùng Đô Nhét. Một tân binh có tên Van cũng chia sẻ, anh được điều động ra tiền tuyến chỉ bằng một thông báo. Hay một tân binh ở lữ đoàn cơ giới số 42 ở Kharkov cho biết, mọi thứ đều được học ngay tại chỗ. Đối với những tân binh các trung tâm huấn luyện ở Ukraine hầu như không được trang bị để đào tạo những kỹ năng cơ bản nhất. Một huấn luyện viên giấu tên của Ukraine cho hay, một số cơ sở đào tạo không còn có đủ đạn cỡ nòng của Liên Xô cũ và chỉ cho phép học viên bắn khoảng 20 viên trước khi kết thúc khóa huấn luyện.